Xin chào toàn thể các bác. Hiện tại thì ở bên em đang còn khoảng 3 đến 4 cục xúc bãi bát 30 JBL Passion 12. Thì hôm nay làm luôn một cái chương trình để thanh lý nốt cho tất cả các bác để chuẩn bị về lô mới. Thanh lý nốt 3 đến 4 cục giá 2.900.000 đồng. Giá này thì ở bên em đã bao toàn bộ chi phí vận chuyển cũng như là dây rắc kết nối cho các bác rồi nhá. Với những cái dòng sản phẩm bãi này thì bên em luôn luôn cam kết. Thứ nhất là hàng bao zin, hàng đẹp trên 90%, chưa động chạm sửa chữa. Ở đây thì đã tháo toàn bộ mạch của nó ra rồi đây. Xúc điện lai hơi rất là tiện lợi, các bác có thể chơi được cả đường điện lẫn đường hơi. Công suất của bản này mắc đến 500W. Công suất này thì có thể chơi trong khoảng 30-35m² đổ lại, rất là thoải mái. Volume tổng này, các tần số này, đảo pha, tín hiệu vào, toàn bộ thông số của súp nhá, tem đỏ của JBL hay là số CD, nguồn điện, bộ mạch còn rất là đẹp luôn. Hàng bao zin, bao zin nữa, nguồn xuyến đồng nhá, nguồn xuyến đồng rất là lớn này, vỏ thùng còn cực kỳ là đẹp. Những cái dòng sản phẩm bãi này thì bên em đã chọn về khá là kỹ rồi mới làm những cái chương trình, những video để đưa lên giới thiệu quảng cáo cho tất cả các bác. Logo JBL bát 30, lỗ thông người phía sau. Đây là một trong những cái dòng súp cho ra cái tiếng đánh khá là sâu, rất là uy lực, thiết kế đẹp, những phần ốp viền mạ vàng. Đây, vừa mới tháo đây, ốc này zin đến từng con ốc nhá. Thanh lý xả nốt cho các bác khoảng 3 đến 4 cặp duy nhất thôi, 2.900.000 đồng. Giá này đã bao ship và tặng kèm đầy đủ dây kết nối. Bác nào có nhu cầu quan tâm đặt hàng thì liên hệ trực tiếp đến Hoàng Hà qua Zalo số điện thoại 0967 345 155. Ok, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video tiếp theo của Hoàng Hà. Xin chào.